Hello, mình chào tất cả các anh em ha. Hôm nay mình vừa hoàn thành xong một con 20 feet ha nè. Đây là con 20 feet nhỏ ha. 20 feet nhỏ lưng đồng. Đây. Nhỏ chạy với cái bom bit 3 chế độ ha nè. Đây mình sẽ test cho anh em xem ha. 20 feet rất là khủng ha nè. Rồi, đây cũng như những cái dòng kia thôi. Em cũng giới thiệu rất là nhiều ha. Đây là cũng volume thôi. Volume mạnh yếu. Thì đây là công tắc 3 chế độ 1, 2, 3, giật mát, thì kẹp, dây kẹp và bóp, thì anh ta làm đầy đủ cho anh em ha. Vì các anh em chỉ việc gắn bình và gắn giật thả mát xuống là đánh ha. Rồi đây chế độ lên lì, máy thì rất là khủng khiếp ha nè. Thì những cái dòng máy này anh em xài rất là nhiều thì phản hồi cũng rất là ok, nên những cái dòng này anh em xài 16 với 20 phép này em bán rất là chạy ha. Trên thị trường thì các anh em xài rất là nhiều thì đánh rất là đạt, thì rồi các anh em nào xài thì cứ inbox vào mình hoặc là kết bạn Zalo với mình ha. Rồi, số điện thoại của mình là 0939 521 315, cổ bóp là cổ bóp mạch luôn anh em. Rồi các anh em xài thì cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em, 20 feet chiên đánh thì 1 giờ.